Vào tháng 10 năm ngoái, chúng ta đã có sự kiện Scary Fast, một trong những sự kiện ra mắt những chiếc máy MacBook cùng với dòng sản phẩm trong Mac Family, chạy chip M3, M3 Pro và M3 Max. Liệu bây giờ đã là tháng 10 rồi, chúng ta có thêm những gì đáng để kỳ vọng trong sự kiện ra mắt sản phẩm Mac năm nay hay không? Thì mình là Trường, đây là Mac One. Bắt đầu ngay sau intro để tìm hiểu nhé. Các thông tin trong video này đều được tham khảo từ các nguồn leaker uy tín. Tuy nhiên, bởi vì sản phẩm vẫn chưa được ra mắt nên là đây sẽ là một video để các bạn tham khảo thôi nhá. Hoặc là nếu như các bạn có các nguồn thông tin khác có vẻ là chuẩn chỉ hơn thì cũng có thể comment ở phía bên dưới cho mọi người cùng biết nhá. Sản phẩm đầu tiên trong lineup năm nay vẫn giống như năm trước thôi, chúng ta sẽ có những chiếc MacBook và dòng MacBook Pro sẽ tiếp tục là dòng MacBook được tin chọn để có thể là ra mắt những con chip M4 ở trên các sản phẩm Mac của chúng ta ở giữa màn hình này. Và sẽ là một thiết kế vuông vức, không có gì thay đổi thêm nhiều đâu. Thì điểm nổi bật của dòng sản phẩm năm nay sẽ là gì? Vâng, vẫn sẽ là con chip M4. Cùng với đó thì chắc chắn là sẽ phải có thêm chip M4 Pro và M4 Max rồi để phục vụ cho bản 14 và 16 inch nữa chứ. Thì cái mà chúng ta sẽ có thể kỳ vọng trong năm nay đó là về bản nâng cấp GPU này. Cùng với đó là những cái GPU này nó sẽ thêm những công nghệ máy học nữa để có thể hỗ trợ cho Apple Intelligence cùng với cả Siri AI khi các bạn xử lý các công việc hàng ngày ở trên chiếc máy của mình. Và vẫn chưa có những cái thông tin chính thức gì thêm về việc là chúng ta có thể nâng cấp hơn về trải nghiệm dùng máy, nên dòng sản phẩm MacBook Pro năm nay có vẻ là sẽ không quá là nổi bật đâu. Thế nhưng các bạn vẫn sẽ có một cái câu hỏi thường trực từ khi mà dòng sản phẩm MacBook Pro 2023 ra mắt, đó là liệu về sau chúng ta còn những bản MacBook Pro RAM 8GB nữa hay không. Thì rất tiếc, câu trả lời mình nghĩ vẫn là có. Từ ngày trước bản MacBook Pro 2023 ra mắt bản RAM 8GB này, thực ra nó đã là một cái chim mồi để cho các bạn, một là chọn lên hẳn bản MacBook Pro 16/52, hai là các bạn chọn bản M3 16/512. Chứ thực ra nếu mà để chọn sản phẩm này thì gần như là chả ai chọn cả, bởi vì nó rất là lỡ cỡ. Từ một chiếc máy nó có màn hình đẹp, loa hay, cổng kết nối đầy đủ, nhưng chỉ có 8GB RAM phục vụ không đủ luôn. Nên thành ra thì đây là một chiếc máy gọi là chim mồi thôi. Và các bạn cũng sẽ không kỳ vọng gì là dòng sản phẩm này sẽ biến mất đâu. Nó vẫn sẽ ở đây vì mục đích thương mại thôi nhá. Và theo quan điểm cá nhân của mình, như mình đã phân tích ở bên trên, thì bản base năm nay của dòng MacBook Pro vẫn sẽ là 8GB 512 mà thôi. Có chăng thì mong muốn của mình sẽ là có thêm một cái màu mới, nhưng mà có vẻ như là sẽ không. MacBook Pro thì từ trước đến nay vẫn sẽ rất là ít màu, chúng ta chỉ có hai màu cơ bản cho từng bản máy thôi. Như bản 14 inch chip M3 chúng ta có màu xám và màu bạc, còn bản M3 Pro và M3 Max chúng ta sẽ có màu đen và màu bạc mà nhá. Được rồi, không có gì đổi mới thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm mà có sự thay đổi nhiều nhất đi, đó là Mac Mini. Đối với Mac Mini thì chúng ta sẽ có tiên leak từ Mac Woman. Thiết bị máy tính của chúng ta sẽ có kích thước ngang với cả một chiếc TV Box mà Apple đã ra mắt mà thôi. Tại sao đến thời điểm này thì Apple mới cho con Mac Mini nó nhỏ đi, mặc dù là Mac Mini từ trước đến nay nó đã không có gì thay đổi nhiều rồi, nó chỉ là thay đổi màu sắc một chút xíu ở bản chip Intel lên chip M thôi. Thì tại vì chúng ta có thể nhìn thấy những gì mà đã làm ở trên chiếc iPad Pro M4. Một con máy tên là Pro nhưng mà lại mỏng hơn iPad Air, rất là ngược đời, nhưng mà nó thể hiện ra một cái là Apple đã thật sự làm chủ được công nghệ chip của họ và có thể biến đổi các cái công nghệ ở trên chip làm sao để có thể cải tiến và phù hợp hơn. Tức là Apple có nghiên cứu, có đưa ra những cái phương án để cho sản phẩm của mình có thể hoàn thiện nhất. Tuy nhiên thì bởi vì cái máu tư bản đã ăn quá sâu rồi nên là mỗi năm họ chỉ thay đổi một chút xíu thôi. Và Mac Mini năm nay sẽ là một sản phẩm được lựa chọn để thay đổi. Chưa hết nhá, theo nguồn tin leak từ Mac Woman thì ngoài việc mà chúng ta giảm kích cỡ của Mac Mini đi thì sẽ có một thay đổi nữa rất đáng kể. Đó là ngày trước chúng ta sẽ có những cổng kết nối ở trên Mac Mini bao gồm có cổng Type-C Thunderbolt, cổng USB Type-A, cổng HDMI, jack tai nghe 3.5 cùng với cả một cổng dây mạng nữa. Tuy nhiên ở bản năm nay của chúng ta thì sẽ bị cắt đi cổng USB Type-A, bởi vì hiện tại những sản phẩm ở trên thị trường đã có rất nhiều sản phẩm quay sang sử dụng USB Type-C rồi, cùng với cả là chuẩn Thunderbolt nữa. Thành ra là việc mà chúng ta có cổng USB Type-C đã là khá là đầy đủ để có thể sử dụng. Tuy nhiên thì nếu như các bạn vẫn đang sử dụng những chiếc máy in mà nó có sử dụng USB Type-A, hoặc là các bạn vẫn đang dùng những cái thiết bị đời cũ, thì nên cân nhắc nếu như mà dòng sản phẩm Mac Mini M4 lên ra mắt nhá. Còn về việc là Mac Mini M4 liệu có còn bản M4 Pro hay không thì mình nghĩ là vẫn sẽ có, bởi vì cơ bản thì những cái bản M4 Pro ở trên Mac Mini nó không phải là những bản mà nhân CPU hay là nhân GPU nó quá cao, giống như là những cái bản Mac Studio mà chạy chip Mac thì nó sẽ có những cái nhân xử lý nó nhiều hơn, thì ở trên Mac Mini vẫn sẽ được giữ nguyên hai bản chip như thế này. Các sản phẩm còn lại của chúng ta sẽ có Mac Studio, Mac Pro và iMac. Thì rất ít thông tin về những sản phẩm này, nhưng khả năng cao là phải đến giữa năm sau những sản phẩm Mac Studio hay là sản phẩm Mac Pro mới có những con chip mới, và từ đó chúng ta mới có những sản phẩm của năm 2025. Cụ thể thì mình nghĩ là bản chip sẽ là M4 Ultra sẽ được trang bị trên cả hai dòng sản phẩm này,
cùng với đó thì Apple có thể thay đổi tính năng một chút ở trên bản Mac Pro nhá. Ở phía còn lại của chúng ta sẽ có iMac. iMac thì từ khi mà bắt đầu mà Apple kinh doanh thêm, tức là chúng ta mở rộng thêm về mảng Studio Display cùng với cả có những con Mac Studio nữa, thì thành ra là iMac nó có một cái sự lép vế đi khá là nhiều. Nên mình nghĩ là trong năm nay hoặc thậm chí là năm 2025 thì iMac sẽ không được tập trung quá nhiều đâu. Cùng lắm là sẽ có những cái phụ kiện đi kèm với iMac, ví dụ như là bàn phím Magic Keyboard này hoặc là Magic Mouse thì sẽ có được thay đổi thành cổng USB Type-C để chúng ta có thể tiện sử dụng hơn. Bởi vì ngày trước khi mà sản phẩm iMac M3 ra mắt đã có những hình ảnh leak ra là cổng USB Type-C ở trên những cái dây mà Apple tặng kèm á, thì khả năng cao là nếu như mà iMac có ra mắt thì cũng chỉ thay đổi một chút ở phần cổng kết nối như vậy mà thôi. Còn các bạn thì sao? Các bạn có hóng những cái tin leak về các sản phẩm Mac hay không? Và nếu có thông tin gì mới cũng có thể comment ở phía bên dưới để cho mọi người cùng biết, và mình cũng có thể là tìm hiểu thêm nhá. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.